Xin mến chào tất cả các bác. Hôm nay thì em sẽ đập hộp hai thiết bị, đó là một chiếc vang số JBL-KX180 cùng với một chiếc lọc xì DBX-2231 cho một bác khách hàng của bên em. Bác này bác ở Quỳnh Lưu, Nghệ An em nhé. Bác này thì bác cũng chuyển cọc cho bên em là 500.000 đồng rồi. Thì ở nhà thì bác dùng một cặp loa cũng là loa JBL. Đấy, loa JBL. Ok ạ, bát 40. Và ở nhà thì bác cũng có đẩy rồi, bác lấy thêm của bên em là một chiếc vang số này, JBL-KX180 và một chiếc lọc xì DBX-2231. Bác nói là sẽ đắp cho bác 7 chế độ karaoke. Bây giờ em sẽ bóc ra. Đây là chiếc lọc xì DBX-2231, bên em thì đang bán rất là chạy nha. Sản phẩm này thì đang có giá rất là tốt cho tất cả các bác, chỉ có 2.150.000 một chiếc lọc xì, rất là dày em nhé, size 3U, rất là dày. Và bây giờ thì em sẽ bóc tiếp chiếc vang số JBL-KX180 đây. Thằng này thì đẹp, rất là đẹp. Bóc ra thì nó sẽ có một cái dây nguồn, cái dây USB để kết nối với máy tính nhé. Ok chưa? Và đây dây nguồn hai chấu này, vang số này, đây KX180, hàng này thì hàng đẹp luôn nhé, đẹp và chất luôn. Sản phẩm này đợt này thì bán rất là nhiều và thời gian này thì bên em bán với giá rất là tốt cho tất cả các bác. Ok chưa? Đấy, hàng này anh em thấy hàng đẹp xịn, nhìn nó rất là khôn. Ok chưa? Ở đây thì tất cả thì số series này nó sẽ trùng với số series của vỏ hộp anh em nhé, trùng hết. Ok chưa? Thì bây giờ em sẽ cho lên setup cái cấu hình này và sẽ gửi đi cho anh. Ok, thì vừa rồi thì em cũng đã setup xong con vang KX180 này rồi em nhé. Ở đây thì em có cài cho bác là 7 chế độ karaoke. Đây là phần music này, phần mic này, cài hết rồi, và phần sub. Ok chưa? Đã cài đặt rất là ok rồi anh em nhé. Ok chưa? Và bây giờ thì em sẽ thử cái tiếng mic này. Thử tiếng mic để cho các bác cùng nghe nhé. Ở đây thì em sử dụng cái bộ mic Shure UR32D. Được 1 2 6 7 8 9. Được 1 2 3 4 5 6 7. Các bác nghe tiếng mic rất là hay đúng không ạ? Tiếng echo pha thì còn rất là mềm. 6 7. Đây là mode 1 em nhé. Và em sẽ chuyển sang mode 2 này. Ở đây sẽ chuyển sang mode 2, em sẽ gọi sang mode 2. Ok, mode 2 thì có cài đặt cho bác đó là mode revert. Đấy, mode này để hát, không có echo nhé. Được, 1, 2, 6, 7. Được, em đang dùng có một cặp loa thôi. Sử dụng một cặp loa G12 thôi nhé. 6, 7, 8, 9. Nghe tiếng rất là phê đúng không ạ? Tiếp đến là mode 3, cài đặt từng mode 1. Mode 3 sẽ là mode echo nhanh. Đấy. Được, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây là tiếng echo khá là nhanh. Thì cái mode này dành để hát nhạc remix thì rất là ok đúng không? 6, 7, 8, 9. Mode 4 em có cài cho bác đó là mode echo chậm anh em nhé. Rất là nhiều mode, nói chung là khá là nhiều mode để lựa chọn. Được. Cái mode này thì echo khá là chậm này. Cái mode này thì dành để hát nhạc trữ tình. 7, 8, 9. Nghe rất là đã đúng không ạ? Này thì nghe quá chất luôn. Vang này thực sự với tất cả anh em là nghe nó quá là ngọt luôn nhé. Setup rất là hay. Một mode 5 nữa này. Mode 5 cũng là mode karaoke nhé. 7, 8, 9. 1, 2. Cái mode 5 này nghe khá là ok. 5, 6, 7. Cái mode 5 này cái tiếng vật nó sẽ nhiều hơn một chút. Đó, cái tiếng vật nó nhiều thì cái độ xì nó ra thì nghe nó cũng rất là ok đúng không ạ? Ngoài ra còn có mode 6, mode 7 nữa thì nó là cái mode nghe nhạc em nhé. Mode 6, mode 7 sẽ là mode nghe nhạc, nó sẽ không có tiếng mic. Còn đâu bình thường thì gọi về mode 1 thì anh em karaoke rất là hay ở trên cái con vang này. Đó. Em sẽ mở một cái bản nhạc lên nhé. Đây là cái bản nhạc này. Giờ em sẽ rút ra nhé. Đó. Cấu hình này thì bác có lân cấp là một con vang số KX180 cùng với một con lọc xì DBX-2231. Con lọc xì đấy em để mặc định nhá, để cân bằng luôn. Con lọc xì để cân bằng luôn, không có tinh chỉnh gì hết, ok chưa?
chất âm rất là hay. Và bây giờ sẽ hát thử một đoạn để các bác cùng nghe. Ê, 6, 7, 8, 9. Các bác cùng nghe em hát thử một đoạn ở trên tố hình của mình đang cách cuối đám cưới cùng với các học sĩ Lê Bình 2231. Sau khi set up xong, nghe rất là ok. Tìm nhau trong cơn mê này, giọt sầu rơi miên man trong đời khi đã xa người. Còn một gì trong thương nhớ, tóc em để áo xanh những tơ trời, bơ vơ trong chiều hoàng gọi thầm tên nhau. Chiếc chim la ua xa cay. Giờ con bay về nơi phương ơi, người đã đi cho bao tháng ngày tìm mất trong giấc mơ. Nhớ về trong những đông thức cô đơn chưa về, nhớ về em, nhớ ánh mắt mắt môi người thương ơi. Trong tiếng cười nhớ mong trông chờ trở về chỗ xưa.